Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2024. Thời gian qua, Ban chỉ đạo thực hiện đề án huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo các địa phương trong huyện khẩn trương rà soát, đăng ký số hộ nghèo đủ điều kiện hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết. Đặc biệt, việc rà soát phải đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch, đúng đối tượng được hỗ trợ theo yêu cầu của đề án. Phản ánh của phóng viên thời sự. Với phương châm đi đến từng nhà, ra từng đối tượng, từ nhiều tháng qua, cấp ủy chính quyền địa phương và các thành viên ban chỉ đạo làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã trực tiếp đến từng hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết để thẩm tra, xác minh theo đúng tinh thần chỉ đạo của cuộc vận động, đúng người, đúng đối tượng. Đối với ban chỉ đạo của xã thì chúng tôi thành lập và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã tiến hành họp và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành, các đồng chí là cán bộ công chức. Chia làm ta làm 3 giai đoạn. Đoạn thứ nhất là đến thực tế tại các nhà và lập danh sách, đăng ký lập danh sách. Giai đoạn thứ hai là ban chỉ đạo của xã chúng tôi đến tận nơi chụp ảnh và kiểm tra tình hình thực tế. Và bước thứ ba là chúng tôi về họp tại xã trên cơ sở hình ảnh danh sách đăng ký, chúng tôi lập danh sách và gửi ban chỉ đạo huyện. Và khi nào huyện có danh sách phê duyệt và được tỉnh phê duyệt thì chúng tôi mới chỉ đạo là các hộ gia đình mới được làm. Theo điều tra ban đầu, toàn huyện Tuần Giáo còn tới trên 1.100 hộ có nhu cầu làm nhà mới. Tuy nhiên, qua phân loại bình xét và có sự kiểm tra trực tiếp của cấp ủy đảng và mặt trận tổ quốc các cấp, hiện huyện Tuần Giáo có gần 600 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ làm nhà. Theo đó, đối tượng hỗ trợ đợt này phải là hộ nghèo, cận nghèo, không có nhà ở hoặc đang ở trong những ngôi nhà rột nát và thực sự có nhu cầu hỗ trợ làm nhà. Đối tượng cũng phải đảm bảo chưa được quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ làm nhà, có thời gian tách hộ trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 và được khu dân cư họp bình xét, có sự thống nhất đề nghị của cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở. Hộ được hỗ trợ cũng phải có đất ở hợp pháp, không tranh chấp, đủ diện tích để làm nhà theo quy định, đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, chủ động tổ chức xây dựng nhà ở và cam kết về chất lượng công trình, tiến độ thi công. Gia đình tôi chỉ có chuẩn bị được 20 triệu thôi, không đủ làm nhà. Mong nhà nước giúp đỡ làm nhà ở, bây giờ nhà sắp đổ đi rồi, không ở được rồi. Thực hiện cái chương trình nhà làm nhà đoàn kết cho hộ nghèo này thì huyện Tuần Giáo thì được có kinh nghiệm. Thì huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó huy động sức đóng góp tiền của người dân, của cộng đồng đã lành lùm ra rách. Thì sẽ thực hiện được cái nội dung này. Thế thì phấn đấu đến khoảng mùng 3 tháng 2 năm 2024 là sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu. Huyện hiện nay cũng đã nhận được các nhà hảo tâm có tấm lòng vàng. Hiện nay đã tổng hợp về là đến 800 triệu, được 16 căn nhà. Có thể nói rằng là hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ này, huyện Tuần Giáo có quyết tâm chính trị rất là cao, sẽ thực hiện bằng mọi giá để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị này. Mục tiêu làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Tuần Giáo triển khai xây dựng thành công sẽ mang lại niềm hạnh phúc đến cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là một chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, cao cả, giúp người nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.